Chào mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng với bếp chai Kỳ Duyên. Bếp ăn chay của gia đình Kỳ Duyên mình nha các bạn. Thì đây là con cá ba sa mà mình đã chế biến ngày hôm trước đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chế cái món ăn cho bữa cơm gia đình buổi sáng của mình. Là mình sẽ sốt cà cùng với con cá ba sa này. Đây là cái dĩa rau dưa leo là mình chuẩn bị để mình ăn chung nha. Mình ăn kèm với cá ba sa sốt cà nha mọi người. Đây là cà chua. Cà chua mình bằm nhuyễn hoặc nhuyễn cũng được, nhưng mà không cần nhuyễn thì mình cũng sốt, mình cắt những hạt lựu gì cũng được. Rồi mình sẽ bắt cái chảo lên, cái chảo dầu. Ở đây mình sẽ có dầu với hành, mình cho cà chua vào. Mình cho một muỗng bột ngọt nhỏ thôi nha. Ăn đi à. Nửa muỗng hạt nêm thôi. Tại vì trong con cá ba sa của mình nó cũng rất là vừa ăn. Rồi và một chút xíu đường. Cà chua thì nó chua cho nên mình dằn một chút đường cho nó bớt chua lại. A Di Đà Phật. Thì có thể là mình sẽ để con cá ba sa chung vô. Khi con cá ba sa này mình để chung vô thì cho nó mềm. Cho nó mềm, nó cùng mềm với cà mình dễ ăn. Mình sẽ cắt nhá kéo thôi chứ mình không có cắt cho nó đứt. Rồi như vậy thì nguyên con cá này mình sẽ để chung vô với cà nha các bạn. Thì nó thấm cà vô nó ngon hơn. Cà này mình xào khoảng chừng 5 phút, hơn 5 phút thôi. Thì nó đã chín, nó nhanh chín lắm. Mình sẽ cho hành lá. Rồi rất là nhanh. Cá mình chế biến sẵn, chỉ cần cà chua mình sốt là xong. Như vậy mình đã xong cái món cá sốt cà chua. Đây là cái dĩa dưa leo mình trang trí.
Rồi mình cho cà chua lên nha các bạn. Nhìn thấy rất là ngon, hấp dẫn đúng không mọi người? Thì ăn chay thì là những món ăn đơn giản như thế này nhưng mà đầy đủ chất dinh dưỡng lắm. Nó đang giúp cho cái ngày ăn chay của gia đình mình phong phú và đầy chất dinh dưỡng. Đây là ngò rí, mình trang trí lên cho nó vừa thơm ngon nữa. Bây giờ rau củ thì là đồ ngon bổ dưỡng. Rồi mọi người có thấy không? Như vậy là mình đã xong cái món cá ba sa mình sốt với cà chua nha mọi người. Nó rất là hấp dẫn, ngon và bổ dưỡng. Cũng không có quá đắt tiền gì. Và nhanh, gọn. Bếp chay Kỳ Duyên của mình mời mọi người cùng làm đồng hành với bếp chay của chúng ta. Và thưởng thức một ngày chay. Mặc dù là mình không ăn chay được, nhưng mà một ngày ăn chay đơn giản của chúng ta thôi thì cũng sẽ giúp cho tâm của mình được an lạc, nhẹ nhõm. Quên đi bớt những điều nặng nhọc, lo âu trong những ngày sắp tới. Ăn chay để mà tâm mình được thanh tịnh, được an lạc mỗi ngày nha các bạn. Mình có lời nhắn nhủ với mọi người là ăn chay thì tâm mình sẽ được an định, sẽ được an lạc, sẽ nhẹ nhõm, sẽ được rất là nhiều lợi lạc cho tương lai ngày mai. Rồi mời mọi người cùng cầu nguyện và thưởng thức với mình nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Xong, mời mọi người cùng thưởng thức nha.